Vòng chung kết cuộc thi múa khèn lớn nhất tại Bắc đã diễn ra tại Sun World Fansabang Legend, mang tới cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trải hội đầu xuân tại đỉnh thiên Fansabang. Cuộc thi múa khèn do khu du lịch Sun World Fansabang Legend phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sapa tổ chức, quy tụ 6 đội khèn xuất sắc và 60 nghệ nhân tài ba nhất từ các xã của Sapa và khu vực lân cận như Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Đây không chỉ là hoạt động du lịch được tổ chức quy mô, bài bản, mang tới cho du khách trải nghiệm mới lạ tại Lào Cai, mà còn là nỗ lực của khu du lịch Sun World Fansipan Legend trong việc bảo tồn và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Tây Bắc, góp phần làm nên một Lào Cai hấp dẫn trong mắt du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội Khèn Hoa và Hội Xuân mở cổng trời Fansipan 2019 kéo dài đến hết 8 tháng 3, tức ngày 3 tháng 2 âm lịch, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động đặc sắc, tạo dựng nên một Tây Bắc thu nhỏ ngay tại Fansipan. Lễ hội đem đến những trải nghiệm độc đáo của Tết truyền thống đặc trưng vùng cao.